Ok, nói về đẹp ha, thì ở đây mới là đẹp hơn chỗ hồi nãy. Khách du lịch nườm nượp. Và đối với Hồng Kông thì chúng ta thấy là biển, đảo và núi. Cái về bên biển, bên núi, cho nên là những cái đoạn giữa giữa là có đất, cho nên họ xây nhà cao tầng. Nhà cao tầng rất là khủng khiếp. Vì sao là nhà cao tầng? Bởi vì cái đất chật mà người đông, tới 8 triệu dân số mà. Chính vì vậy thì cái nhà cao tầng người ta phải lên cao. Có những cái nhà cao tầng lên tới 50 tầng, 70 tầng. Phía sau đây là cái tháp đồng hồ. Và với cái chuyến đi như vậy, tính gói ghém khoảng 10 triệu, 5 ngày 4 đêm đi tự túc rất là ok. Mỗi ngày thì sẽ đi một cái địa điểm. Là cái địa điểm này là địa điểm nó như là trung tâm, bởi vì nó có bến tàu, nó có bến xe buýt, nó có cái tàu ga điện ngầm trung tâm của đảo Cửu Long, cho nên là quá là thú vị nè. Và chúng ta thấy là nếu mà đi du lịch thì ai cũng vậy, mặt hớn hở chụp hình, quay phim, selfie. Thì đi du lịch tức là mình học hỏi, mình khám phá, mình mở cái tầm mắt lên, chứ không phải đi du lịch chỉ là hưởng thụ. Thật ra là ăn này ăn cơm bụi, ở cũng ở bụi, chủ yếu là khám phá. Và khi mình tự mình khám phá đó là giống như là mình mở được cái lòng mình, mình mở được cái đầu của mình tìm hiểu được nhiều cái nền văn hóa, nhiều con người, nhiều món ăn, thì đó là điều rất là tuyệt vời.